Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trump chỉ thẳng, Ba Đình hoang mang, Trọng chần chừ, Phúc Thời sốt ruột. Vâng, thật ra trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là những cuộc họp tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và ngoài ra đặc biệt là gần đây nhất, đó là cuộc họp toàn thể của Liên Hợp Quốc đã diễn ra với sự phát biểu của rất nhiều những lãnh đạo cấp cao nhất của nhiều nước khác nhau trên thế giới. Và thông tin về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 2019 vừa qua đã lan về Hà Nội và gây chấn động tại chính trường tại đây. Và các bạn có thể thấy hình ảnh của ông phát biểu trong thời gian vừa qua với thông tin giới lãnh đạo Việt Nam hoang mang trước phát biểu lên án chủ nghĩa xã hội của Donald Trump. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 năm 2019, Tổng thống Donald Trump nói: "Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ là một điều duy nhất, quyền lực của giai cấp thống trị." Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn nói thêm rằng một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt là bóng ma của chủ nghĩa xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội. Vâng, điều này thực sự đây là một cái điều rất đặc biệt, và các báo chí trong nước không hề đăng tải và cắt toàn bộ những nội dung rất quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Và họ không những thế, có những nội dung mà đang trái ngược với những điều ông đã nói. Và có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể ngờ được rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cương quyết tiêu diệt chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đến thế, khi bài phát biểu lần này là sự tiếp tục khẳng định đường lối của Mỹ như đã nêu ra vào tháng 9 năm 2018, cũng tại diễn đàn Liên Hợp Quốc này, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói. Đây là hình ảnh các bạn có thể xem. Ông Donald Trump từng nhiều lần lên án chủ nghĩa xã hội. Cũng tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, ông Trump nói: "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người." Đây là điều khẳng định của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, và các bạn cũng đã biết những cái việc mà ông đã làm trong thời gian vừa qua là rất cụ thể, và những cái gì ông đã nói là ông sẽ làm và ông sẽ làm đến cùng. Thì đây là cái điều mà Việt Nam đang rất lo ngại cho điều đó. Và mặc dù lần này Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chừa Đảng Cộng sản Việt Nam ra và không nói gì, và tất cả những người đồng chí cùng ý thức hệ cộng sản còn lại của Việt Nam thì lại bị Tổng thống Mỹ chỉ trích về sự độc tài, về sự tàn ác của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở những nước này. Mà cụ thể các bạn có thể xem những cái thông tin báo chí quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FIFA hoặc Thời báo DE và một số trang truyền thông độc lập khác ở nước ngoài, và báo chí trong nước đã không đăng. Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, Trump công kích Trung Quốc và nói về dân chủ, tự do tại Hồng Kông. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9, Tổng thống Donald Trump công kích Trung Quốc ăn cắp, thủ đoạn và nói về dân chủ, tự do của Hồng Kông. Ông nói kể từ khi Trung Quốc được cho vào Tổ chức Thương mại Thế giới, lý thuyết nói rằng Trung Quốc sẽ thay đổi, dân chủ hơn đã hóa ra sai lầm. Nguyên tắc pháp quyền của Trung Quốc không tiến bộ mà còn sa sút hơn. Ông Trump cũng nói về Bắc Triều Tiên và Iran. Về Venezuela, ông Trump gọi Tổng thống Nicolas Maduro là con rối của Cuba. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, và những thông tin này thì báo chí, truyền thông ở trong nước cũng cắt hoàn toàn và không nói gì về những cái việc ông Tổng thống Mỹ về nói về Venezuela và nói về Maduro như chúng ta đã được biết ở trên báo chí quốc tế. Và Việt Nam sở dĩ lần này đang được Mỹ tạm thời bỏ ra khỏi cái chỉ trích trước Liên Hợp Quốc, và để cho người Việt Nam cảm thấy rằng họ đang còn có một cái cửa thoát hiểm nhất định và cần phải làm và cần phải có những biện pháp cụ thể và nhanh hơn nữa, gần gũi hơn nữa với nền dân chủ và tự do của Mỹ, của châu Âu và các nước khác tiến bộ khác trên thế giới. Nhưng bản chất của người cộng sản là độc đảng, độc tài thì vẫn luôn cho mình là đỉnh cao trí tuệ, nên chưa chịu thừa nhận khiếm khuyết của học thuyết ngoại lai này đã gây ra bao bạo lực, giết chết hàng triệu người Việt Nam trong các cuộc chiến liên tục vừa qua tại Việt Nam. Đó là hình ảnh mà các bạn có thể thấy những cái điều tai hại và tội ác mà chủ nghĩa cộng sản đem lại. Đây là hình ảnh một cái gia đình người Việt Nam đã phải hoảng hốt
và có rất nhiều người trong thân trong gia đình đã bị chết trong cuộc chiến Việt Nam. Và ngay thời điểm đó thì các phóng viên quốc tế đã ghi nhận đã lại được những hình ảnh này mà chúng ta thường ít thấy xuất hiện trở lại. Và đây là hình ảnh rất thực tế mà người Việt Nam của chúng ta đã phải chịu đựng, và hàng triệu người Việt Nam như thế này đã phải chết vì chủ nghĩa cộng sản, vì chủ nghĩa xã hội đã diễn ra trong Việt Nam trước hơn 70 năm vừa qua. Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ phản ứng một cách, đó là việc khống chế hơn 800 cơ quan báo đài nhà nước không dám đăng nguyên văn đầy đủ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Liên Hợp Quốc, mà lại cắt đoạn và buông lời dè bỉu đối với lời phát biểu của ông. Và hình ảnh cụ thể nhất chúng ta có thể thấy đó là trên trang báo Đất Việt được phát hành tại Việt Nam đã đăng rằng chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước Liên Hợp Quốc. Đây là phát ngôn của tờ báo Đất Việt. Ông Trump không mang đến điều gì mới mẻ hoặc thú vị, đến cấp dưới cũng ngủ gật khi ông này phát biểu. Đây là nguyên văn lời bài báo mà chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn, và các bạn cũng có thể xem trực tiếp ở trên trang Đất Việt này vẫn nói. Một cựu cố vấn của Bộ Thương mại nói với tờ Politico vào tháng 7 năm 2019 rằng Wilbur Ross có tiếng là giỏi ngủ gật, vì ông ấy có xu hướng ngủ gật trong các cuộc họp. Họ cố gắng không đặt ông ấy vào vị trí để điều đó xảy ra, nên họ đã rất cẩn thận và ý thức về cách lên lịch các cuộc họp, có một cửa sổ nhỏ để ông ấy có thể tập trung và không ngủ gật. Đây là bài báo Đất Việt đã đăng tin về cái phát biểu cũng như hoạt động của Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Và bài báo Đất Việt này là diễn đàn của Liên Hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do ông Vũ Hữu Nghị là tổng biên tập. Thì các bạn hãy xem bài báo này, nó đi ngược lại những cái hoàn toàn những cái gì thực tế đã diễn ra tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua. Và thực tế thì ngoài ra thì thực tế hoàn toàn khác xa khi các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện cái sự mừng rỡ như thế nào khi được tiếp cận, khi được gặp gỡ những phái đoàn của Mỹ, Tổng thống Mỹ hoặc là những cái đoàn cấp cao khác, hoặc khi được thăm những nước Mỹ và những nước tự do dân chủ. Mà hình ảnh cụ thể nhất chúng ta có thể thấy gần đây được báo chí ngay đài truyền hình Việt Nam VTV1 đã đăng tải là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại G20 ở Osaka, Nhật Bản ngày 28 tháng 6 năm 2019. Ông Trump hôm 26 tháng 6 chỉ trích Việt Nam vì lạm dụng thương mại với Mỹ. Và đây là hình cắt của bản tin của VTV1. Và ông Tổng thống Donald Trump đang ngồi khoanh tay, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì chạy đến suýt xoa và dường như muốn xoa dịu cái sự giận dữ của ông Tổng thống Mỹ trước việc Việt Nam lạm dụng thương mại với Mỹ, tức là cán cân thương mại của Việt Nam với Mỹ đã bị sai lệch quá lớn khi mà Việt Nam xuất siêu sang Mỹ nhiều và nhập từ Mỹ quá ít. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ là người Cộng sản họ vẫn có những cái tình cảm và họ vẫn có những cái thể hiện rất rõ ở khi ra những hội nghị quốc tế để gặp những cái quan chức, những cán bộ cấp cao khác, đồng cấp khác tại Mỹ hoặc là tại bất cứ nước nào khi họ tiếp cận với cả được văn hóa phương Tây. Và ông Nguyễn Phú Trọng là người trưởng thành từ con đường làm báo, tạp chí của Đảng Cộng sản, khô khan và lỗi thời, tầm nhìn quốc tế hạn chế, vì chỉ duy nhất một lần trong đời ông được qua du học. Nhưng mà tất nhiên thời gian học của ông chỉ mới 23 tháng, chưa đủ thời gian để làm luận án phó tiến sĩ lúc đó. Nhưng không hiểu sao ông ta vẫn có những cái bằng cấp đó. Thì thời gian ở bên Liên Xô từ những năm 1980 về công tác xây dựng đảng, và lúc đó Liên Xô vẫn là theo chủ nghĩa cộng sản và theo thể chế xã hội chủ nghĩa. Nên khi đất nước hiện nay Việt Nam hội nhập và Liên Xô thì đã tan vỡ và không còn sử dụng những cái thể chế này nữa, thì Việt Nam vẫn áp dụng cái thể chế cũ này vào trong cái nền kinh tế của Việt Nam. Cho nên những ông và các cán bộ Đảng Cộng sản của Việt Nam trở nên rất lạc lõng và cổ hủ trước mọi diễn biến phát triển của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thế giới. Và tất nhiên với kiến thức yếu kém như vậy thì họ sẽ làm điều hành sai cái hệ thống của nhà nước. Và kết quả là các bạn cũng đã biết Việt Nam đã ôm phải vào một núi nợ rất lớn và ngày càng phình to, cùng như bộ máy cồng kềnh và đầy tham nhũng hối lộ của Việt Nam. Và hình ảnh chúng ta thấy rất rõ đó là những cái vụ án mà liên tục diễn ra trong thời gian vừa qua, khi vụ nhận hối lộ 3 triệu USD, con gái ông Nguyễn Bắc Son có bị xử lý hay không. Tướng Trần Văn Độ, nguyên phó tránh thanh tra tối cao, và nói việc ông Nguyễn Bắc Son khai nhận đưa 3 triệu đô la cho con gái và con gái lại phủ nhận.
Đây là hình ảnh của ông Nguyễn Bắc Son và ông Phạm Nhật Vũ. Theo kết luận điều tra, đại án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG và Bộ Công an vừa hoàn tất. Để lót tay cho dự án này, ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nghe Nhìn Toàn Cầu, viết tắt là AVG, đã đến nhà riêng đưa cho ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 triệu đô la. Đây, ngành đó lại rõ. Như vậy là những cái tham nhũng của Việt Nam, những cái hối lộ của Việt Nam thì rất là nghiêm trọng. Bởi vì chính vì cái đường lối, chính vì cái cách điều hành đất nước của chính phủ cũng như là định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai lầm. Và điều sai lầm chúng ta thấy rất rõ trong hàng chục năm qua, đó là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn yêu cầu những người dân trong nước cũng như đảng viên của Đảng Cộng sản phải nghe lời Bác dặn và phải ngấm vào máu. Đây là một bài báo đã được đăng trong nước. Muốn nhớ Bác dặn, theo chân Bác, không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ trong cuộc gặp với Trung ương Đoàn trong thời gian vừa qua. Đấy là vào sáng ngày 27 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác nhân 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ 1969-2019. Thì đây là cái điều rất tệ hại và tai hại đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Khi giữa cái hội nhập toàn cầu, khi giữa cái quốc tế mà họ cần phải có thời gian để trau dồi kiến thức, để học hành và phát minh sáng chế, thì có như vậy Việt Nam mới có thể cạnh tranh được với thế giới. Thì ngược lại, ông Nguyễn Phú Trọng lại yêu cầu sinh viên Việt Nam phải học tập ông đạo đức Hồ Chí Minh và phải làm những cái điều mà rất là theo quốc tế nói là rất nhảm nhí. Thì đấy là cái điều mà sẽ kéo Việt Nam trở lại thời kỳ lạc hậu và giữ Việt Nam không thể phát triển được trong thời gian tới. Còn ngoài ra, bên cạnh đó thì người đồng chí chỗ dựa tinh thần và tài chính lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trung Quốc thì hiện nay đã lộ rõ bộ mặt thôn tính lãnh hải Việt Nam. Và trong thời gian vừa qua, các bạn đã chứng kiến rất kỹ và chi tiết những thông tin được các báo truyền thông quốc tế, đặc biệt là Thời báo DE chia sẻ. Đó là việc giàn khoan 98 tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và liên tục trong gần 3 tháng qua để thăm dò như chỗ không người. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 này trong thời gian vừa qua. Và Việt Nam đã không làm gì, không thể làm gì Trung Quốc và không thể xua đuổi và không thể bảo vệ được chủ quyền của mình ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đấy là điều rất nghiêm trọng mà Trung Quốc đã làm. Và khi Tổng thống Donald Trump cương quyết tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Trung Quốc thì xâm lấn Việt Nam, Cuba, Lào, Bắc Triều Tiên thì rất đói nghèo và ngoài ra còn bị cấm vận nữa, thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn một cách duy nhất là sớm thả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, đa đảng và dân chủ hóa đất nước, cho bầu cử tự do để trên 90 triệu người dân Việt Nam thực sự được làm chủ và điều hành đất nước của mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin.